Rương cô là bài lính, Nippon đời lục nhọc thèm. Cả cầm nọt tái nữ cử xạ cà rạch mùi bón pram buôn rối xa sập pram mối, rư mùi bón pram buôn rối xa sập bầy. Vì chìa prop hết ở xo xơ tùm nợp, pro lòng lốc bạp mạng nô sinh chê tà ná, miên cho là ná chê khai mạ rạ nị dùm. Hai miên prop hộp nữ khăn ông prote Campuchia, rương cô là bài lính miên prop hộp đám cầm nát. Nơi lỡ đàn đầy này thực đấy, không phải lên nơi khát bắt đầm bóng, đã thất nơi khăn ông prote Campuchia. Rương cô là phải lên, chắp bỏ đệ sân thị láng nơi khăn ông sọ máy ả nà nị cúm nị dùm bà răng. Rương cô là phải lên nơi đá, kê chai chanh chia bàm pi vẹn. Vẹn thì muối bằng đàm ở bốc, vẹn thì pí cá thơ đầm ná tơ phải lên, vẹn thì bầy chai chất cát cùm nực thâm ấy, vẹn thì buồn cho ra cam cát láng nơi cần đàl bây ngắt. Vẹ tì pram, sạch đầy sẻ hà cạt láng cao ưu bạc tế hết. Vẹ tì pram mùi kê hạ than rô tà nạ xâm bạc trời chào plon. Nâng vẹ tì pram pí, ai vỡ sàn. Tu ong khăn nông rướng rù miền. Trái chất chê côn rô bọc tà chớm nâng chia song xa rô bọc khôn nê ri. Khôn nê ri côn cổ mông lục luông rô tà nạ xâm bạc nâng chia song xa rô bọc trái chất. Luông rô tà nạ xâm bạc thay cái tà bông nơi bò bài lính nâng chia ưu bốc rô bọc niêng khôn nê ri. Tại chấm, trọc côn sẽ rây bông chìa ưu bốc rộp bọc cháu chất, lôc bà lạch chìa bà lạch sọc sông cái. Tại xôn, chìa nẹ bà gọt dân ai luôn rộp tà nạ xâm bắt, cụ bệt xa át, cụ bệt chìa bà châm ngư tại chấm. Thay cài phân, mất lôc bà lạch sọc chìa mê chào, cụ bệt chìa bà châm ngư cháu chất, nâng cọng ca mạc cò. Nơi khốn nông bà tế chá, bà rộng bương mùi khốn nông tại chấm đai chìa ở bốc cháy chất. Nơi sọc xoay báo khát bạc đầm bòn, chìa trọc côn sẽ rây búng. Công búng tại đây sẽ đột đấng nơi lờ kè. Tụ bây chìa lô cụ bệt xa át, không bằng chìa bà là dạng ná có bụng ai chìa xa xa bài lời. Môn nâng xa lạp tử, quạt bàn bà đại bà đám cháy chất nơi kia tha mùi bọt thá. À ta hị, à ta nào nì thảo. Khói bì ở bốc xa lạp tử, lục cụ bệt xa át có bán nà nòm áo cháy chất từ thơ ca chì kà mà có nơi bài lính, nơi bà tế lục luôn rô tà nạ xâm bạch đài chì ở bốc mì rô bỏ lục. Bán xâm bọt bì cụ bệt xa át hái, cháy chất có thơ đầm ná tư bài lính hay có bán lục luôn rô tà nạ xâm bạch tụt tù lòi nơi chì mùi thơ chì kà mà có tà bồn. Tăng bị bêl nụ mốc, cháu chất khất khóm thơ ca, chỉ cảm bà có chích tập bông ở miền chương trình ổ, rứ tùm rôn lời. Chỉ hát bàn đà lòi, lộ luôn rô tà nạ xâm bạch, pinh chất giả khăn. Trong này, bộ cảm bà có đợt tây tiết, có miền cá pinh chất, trở lãnh rộp án cháu chất cực 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 nìa. Dụp mùi cháu chất truyền bọt trụ viê phị rùm, nơi khăn ông tôm rộ bọc luôn. Xâm lên chùm riêng thua ai khôn nề rì để bàn cho mô cầm sàn khăn ông xuân lưu trọng bị ruộng mệnh bán có bàn đá là ai chô từ khăn ông lùm nơi tôi dọc bỏ cháu chật. Khôn nề rì nâng cháu chật xanh tình nhiệt nề chỉ bị bắt đọc đoàn xanh xanh. Hai kê có tranh tư tì viêu xuân cho ba xâm ná rẽ tẹ tư ta mà nô gật tệ rồi bỏ kê riêng riêng khá luôn. Lúc xa ách lãng, bởi bực vì lý đài cháy chất từ trị tập bốn, kê miên phô áp bàn chùi vài làn mà chá rộp bọc kê đài bòm rõng từ sọc sông cài. Tụ tù lúc bà lạc sọc. Ta xuân, nẹ bạc rụt dân, các bạc hương cháy chất chế bạc lán, quát có xong cho bạc mùi bê là bước chọp thu rẹ. Lúc rô tà nạ xâm bạc, có bòm áo cháy chất chùm nô ta xuân. Khổng ca sẵn chùn đồng ná cháu vai từ sọc sông cái, cháy chất bàn căn cần trọ đà tám cao y khôn nở rí từ bà xa tinh ấy văn. Tinh ấy văn sọc cụp ở hai khôn nở rí nâng cháy chất có trò lọp một tổ tù rô tà nạ xâm bạch nâng lục bà lạc sọc vinh nếu bài lên vinh. Tại ác của xóa là một đò bẹo còn đà phá lời lan có khôi bằng đà lòi miên ca to xâm đầy khắc rô viên cháy chất nâng lục bà lạc. Bố mẹ sốt tay bà chăn từ lưu xâm rõ niên khôn nử rì. Khôn nông ca sẵn nơi còn đà bấy cháy chất nâng cháy vái cổ mông ni nị dịp đọc đón khí nìa rô khôn dô chất dô thả lạp khá. Rùm bích nút sạp tà miên cháu mùi cổng chân mộc plon. Cháy chất bàn tòa tăng bà rút chì mùi bụi cháu đòi ổng ách bàn đà lào ý cháu trở rụt bố chì chả nẹ. Trong này cháy chất có trời cổ rộp thần lọc bạc
ក្រោយការរងរបួសគេបាននាំចៅចិត្តមកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីលោកលួងរតនៈសម្បត្តិដោយការខិតខំព្យាបាលជំងឺពីគ្រូពេទ្យនិងការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំយ៉ាងដិតដល់ពីឃុនរីចៅចិត្តក៏បានជាសះស្បើយវិញ តាំងពីថ្ងៃនោះមកចៅចិត្តនិងឃុនរីក៏បានយល់ចិត្តគ្នាហើយស្រឡាញ់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងឯចរិតឆ្មើងឆ្មៃរបស់ឃុនរីក៏សាបសូន្យក្នុងគ្រានោះដែរដោយសារគុណសម្បត្តិដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ចៅចិត្តលោកលួងរតនៈសម្បត្តិក៏បានតែងតាំងចៅចិត្តឲ្យកាន់បញ្ជីមើលការខុសត្រូវត្រួតមើលត្បូងវិញគឺឈប់ធ្វើជាកម្មករទៀតហើយថ្ងៃមួយលោកបានឡាត់ស្រុកសង្កែបាននាំថៅកែផាន់ចូលមកផ្ទះលោក រតនៈសម្បត្តិដើម្បីសុំទិញត្បូងក្រោយការបង្ហាញត្បូងឲ្យមើលម្ចាស់ផ្ទះបានព្រមទទួលនាំថៅកែថ្មីនេះទៅមើលអណ្ដូងជីកត្បូងជាមួយចៅចិត្តទុកឲ្យខុនរីនិងលោកបាឡាត់នៅក្នុងផ្ទះដោយសេចក្តីស្នេហាឥតព្រំដែនលោកបាឡាត់បានចាប់នាងខុនរីរំលោភចៅចិត្តមកទាន់វាយលោកបាឡាត់ដួលលោករតនៈសម្បត្តិព្រមលើកលែងទោសឲ្យលោកបាឡាត់នឹងថៅកែផាន់តែព្រមមាន ឈប់ឲ្យមកជាន់ទីនេះទៀតក្នុងរាត្រីនោះវេលាដែលចៃចិត្តកំពុងបណ្ដេតអារម្មណ៍ក្នុងបន្ទប់ស្រាប់តែលឺសំឡេងចោលចូលមកប្លន់ផ្ទះលោករតនៈក្រុមកម្មករតស៊ូនៅខាងក្រោមឯចៃចិត្តឡើងទៅលើផ្ទះប្រទះមេចោលគឺថៅកែផាន់ហើយបានប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងយូរទើបអាចសម្លាប់ចោលនេះបានចំណែកលោកបាឡាត់ស្រុកកំពុងប្រវាយចាប់យកខុនរីក៏ត្រូវចៃចិត្តសម្លាប់បានទៀត គុណសម្បត្តិដ៏ច្រើនរបស់ចៃចិត្តធ្វើឲ្យលោកលួងរតនៈសម្បត្តិពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងម្យ៉ាងដែលលោកមើលឃើញពីទឹកចិត្តស្មោះស្ម័គ្ររបស់ចៃចិត្តទៅលើខុនរីលោកលួងរតនៈសម្បត្តិក៏រៀបចំផ្សំផ្គុំចៃចិត្តនិងខុនរីជាគូស្វាមីភរិយាព្រមទាំងចៃរំលែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យអ្នកទាំងពីររស់យ៉ាងសុខសាន្តគូជីវិតថ្មីនេះសប្បាយរីករាយក្រៃលែងហើយគេរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខសេមខ្សាន្តការជាកូនពូនជាចៅតរៀងទៅ
ប្រធានរឿងរឿងកូឡាប៉ៃលិនអ្នកនិពន្ធនិយាយពីដំណើរជីវិតរបស់ចៅចិត្តដែលពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីសម្រេចគោលដៅជាពិសេសអ្នកនិពន្ធបានបង្ហាញពីការជឿជាក់និងការមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងអត្តហេតុអត្តណោនេថាមូលបញ្ហារឿងបញ្ហាទី1ជុំវិញបញ្ហានៃជីវិត ជាកូនកំព្រារបស់ចៅចិត្តបញ្ហាទី2ជីវិតជាកម្មករត្បូងនៅផ្ទះលោកលួងរតនសម្បត្តិបញ្ហាទី3ទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងចៅចិត្តនិងឃុននារីបញ្ហាទី4ជោគជ័យរបស់ចៅចិត្តលើការឈ្នះនេះរបស់លោកបាឡាត់ចំពោះគ្រួសារលោកលួងរតនសម្បត្តិបញ្ហាទី5ភាពជោគជ័យរបស់ចៅចិត្ត